Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Video ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho quý vị biết về một cái vấn đề. Mà cái vấn đề này thì cũng không còn mới mẻ gì. Nó cũng rất là nhiều người cũng đã chia sẻ, cũng như là rất là nhiều trường hợp đã gặp phải. Đó là vấn đề mà nạn mất hành lý ở sân bay, hoặc là mất những cái đồ vật mà mình đã ký gửi để đưa hàng hóa về sân bay đó quý vị. Thì câu chuyện này thì em cũng lọc ra ở nhiều nơi, cũng như fanpage ở hội những người Việt ở nước ngoài, cũng như là nghe được từ những người bạn của những cái người mất đó kể lại. Thì cái trường hợp đầu tiên thì cũng có một anh du học sinh tại Mỹ trở về Việt Nam để ăn Tết cùng gia đình. Thì trong cái vali của ảnh á cũng có một vài cây son và mỹ phẩm, thì nó cũng không có giá trị gì. Thì anh tính mang về để làm quà cho mọi người thôi, làm quà tinh thần thôi. Nhưng mà khi đáp xuống sân bay rồi á, mà trong lúc đợi để nhận hành lý á, thì anh ta kiểm tra thì cái vali của anh ta có bị kiểu như rách và lủng một lỗ. Thì kiểm tra là ở sân bay thì là anh ta thấy mất một hai cây son và cũng như một hai hộp mỹ phẩm, thì có đến quầy để báo cáo cho bộ phận an ninh ở sân bay. Thì anh ta chỉ nhận được đó là để lại số điện thoại cũng như là thông tin và đợi, nhưng mà đợi cũng rất là lâu rồi, cả mấy năm rồi cũng không thấy điện thoại, nên thôi cũng anh ta cũng bỏ. Và cũng là một trường hợp của một người Việt kiều từ Úc quay về Việt Nam, thì anh ta có bỏ cái vali ở cái khoang cuối quý vị. Mà khi mà máy bay mà đáp xuống sân bay rồi thì anh ta mới đợi cho người ta đi xuống hết, rồi anh ta mới dòng lại để lấy. Thì lúc này anh ta lại không thấy cái vali của anh ta đâu, thì anh ta mới xuống báo cáo ở dưới quầy an ninh thì đã bị thất lạc, và cũng nhận được cái thông tin đó là để lại thông tin và chờ để xác nhận lại, cũng như là sẽ báo lại trong vài ngày sau, nhưng rồi cũng không thấy đâu. Và rồi khi mà nhận lại được á, thì cái vali cũng bị nghĩ như va đập vỡ một góc ở cái vali, ở khúc cuối vali. Nhưng mà cũng may mắn vali thì anh ta chỉ để có quần áo không, thì chỉ là bị va đập bể thôi, chứ không có bị mất món đồ nào hết quý vị. Và cũng có thêm một cái chị Hà, chị Việt kiều này cũng đi về và chị gói rất cẩn thận một cái điện thoại cũ ở trong cái vali. Mà khi mà chị nhận lại được thì cái vali thì nó cũng như bị móp và cũ, cũng như cũng bị mất cái điện thoại bên trong. Thì chị cũng có làm báo cáo đến quầy an ninh nhưng vẫn chưa có câu trả lời giải quyết nào. Thì qua những cái câu chuyện của những trường hợp trên thì quý vị cũng biết được cái vấn nạn mà hành lý mà ký gửi cũng như là mình gửi trên quầy á, thì nhiều lúc nhận lại cũng rất là bị va đập, kiểu như cũ lại và bị rách đi, không còn nguyên vẹn. Thì trường hợp này cũng khá phổ biến từ mấy năm nay mà vẫn chưa có cách nào giải quyết được quý vị. Thì video của hôm nay em cũng muốn chia sẻ cho quý vị biết về cái vấn nạn này, hành lý bị rách và rơi vỡ này thì cũng rất là nhiều người đã chia sẻ rồi. Thì nay em cũng muốn chia sẻ ngắn cho quý vị biết về những trường hợp này thôi. Quý vị có thương thì chị em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.